Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả cấp đời. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức cập nhật của công ty VinFast. Và trên màn hình quý vị thấy đây là chiếc tàu chuyên dụng, chuyên môn chở giao xe khắp đời trên thế giới thưa quý vị. Và quý vị thấy trên thân của bong tàu VinFast được ba tàu kéo đẩy lai dắt vào cảng của cảng Đình Vũ ở gần Hải Phòng thưa quý vị. Đi được biết là công ty VinFast lần này loan báo là sẽ có 1817 chiếc xe VF8 Full Edition tức là phiên bản đầy đủ nhất của VF8 tức là dòng xe thể thao SUV thưa quý vị. Và bên phía Việt Nam thì đã ra mắt dòng xe coi như là ngọn cờ đầu flagship uh, VF9 nhưng lần này thì uh, xuất cảng sang Hoa Kỳ và Canada là VF8 uh, Full Edition. Và quý vị uh, thấy uh, những chiếc xe VF8 uh, mới cáo cạnh uh, lần lượt được các bác tài xế uh, coi như là lái lên và sắp xếp ở phía bên trong của bong tàu để mà giao xe thưa quý vị. À, theo công bố của công ty uh, Vinfast cho biết rằng đã có đơn đặt hàng uh, trên 65.000 chiếc xe, mà hiện nay công ty Vinfast uh, làm ngay làm đêm nhưng vẫn chưa kịp uh, đáp ứng cho con số uh, 65.000 chiếc xe thưa quý vị. À, mỗi đợt chúng ta thấy là uh, giao xe chỉ trong tầm khoảng 900 tới 999 chiếc. À, lần này thì à, phía Hoa Kỳ sẽ có 900 chiếc và phía Canada cũng tầm khoảng 900 mười mấy chiếc thưa quý vị. Và quý vị thấy trên màn hình thì các xe nối đuôi nhau đủ màu hết, màu đỏ, màu trắng, màu đen màu xanh vân vân thì có thể nói rằng à, hầu hết là đều bán khá chạy rồi quý vị. Hiện nay công ty VinFast đã có 11 showroom ở trên nhiều thành phố của California và đã giao xe đợt đầu 999 chiếc. Và lần này thì sẽ tiếp tục giao xe 900 chiếc hoặc là 910 mấy chiếc thưa quý vị. Thì có nhiều người nói rằng là khó bán xe ở Hoa Kỳ Nhưng mà trên thực tế thì họ không biết rằng người dân Hoa Kỳ mỗi năm Sử dụng mua xe mới 15 cho tới 18 triệu chiếc xe mới thưa quý vị à, Tùy theo năm Có những năm khó khăn thì dưới 15 triệu Nhưng có những năm người dân Hoa Kỳ tiêu thụ rất mạnh mẽ Trong tầm khoảng từ 15 cho tới 10 8 triệu chiếc xe mới cho nên còn số 999 chiếc xe của VinFast chẳng bỏ bèn gì thưa quý vị dù VinFast có đem 100.000 chiếc xe vào Mỹ cũng chẳng bỏ bèn gì với cái sức mua khổng lồ của người Mỹ lên tới xin nhắc lại là 15 cho tới 18 triệu chiếc xe mới mỗi năm thưa quý vị người Mỹ tiêu xài rất mạnh tay một đời ta, ba mươi đời nó à, khác với cái quan niệm của người việt là à, mua xe rồi cất trong gara để làm của lâu lâu mới à, đi bác phố chẳng hạn như vậy còn người à, mỹ thì họ mua xe giống như là phương tiện à, đi lại chính xác là như thế à, phương tiện giao thông họ đi hàng ngày và trên cái hành trình di chuyển hàng ngày miễn sao chiếc xe làm cho họ thích thú À, được nghe nhạc, được nghe thời tiết, được nghe tin tức rồi coi video, rồi tương tác vân vân. À, chúng tôi cũng đã nói chiếc xe Vinfast à, có phần à, mềm trí tuệ nhân tạo AI của hãng Alexa cho nên là người lái xe có thể tương tác với trợ lý ảo, có thể là yêu cầu à, bật nhạc, rồi yêu cầu à, tăng nhiệt độ hay là giảm nhiệt độ rồi mở kính xe vân vân rồi và trên màn hình quý vị thấy là những người công nhân của công ty Vinfast đang neo chặt các chiếc xe vào sàn xe xin lỗi sàn tàu để mà những chiếc xe này tránh bị rung lắc di chuyển trong thời gian tàu có một cái hải trình từ cảng Đình Vũ Hải Phòng À, đến uh, Nhật Bản, đến uh, khu vực uh, thường là có hai nơi uh, để mà coi như nhận xe xuất cảng sang Hoa Kỳ đó là một cảng ở Long Beach, Los Angeles và một cảng thì ở gần uh, San Francisco, cầu uh, Golden Gate, quý vị. thì có thể nói là các công nhân làm việc rất tích cực và nhờ cái việc mà xuất khẩu xe như thế này đã tạo ra hàng chục ngàn công ăn việc làm cho người dân Việt Nam ở Việt Nam thưa quý vị đương nhiên ở hải ngoại thì cũng không thiếu những kẻ dèm pha những kẻ ghen ăn tức ở những kẻ dựng chuyện vân vân lúc nào chúng tôi cũng nói đó là những kẻ mà người Việt trù mạc người Việt, vân vân, những kẻ vô tích sự chẳng đóng góp gì cho người Việt cả, ngoài việc uh, ngồi trong xóa nhà lên những chương trình uh, YouTube uh, tưởng tượng chuyện này, tưởng tượng chuyện kia, tưởng tượng chuyện xe thạch cao bị cháy, vân vân, đưa quý vị. Đã là xe trưng bày và khẳng định là xe thạch cao, mà đã là xe thạch cao thì làm sao mà có bình ác quy, bình điện đâu để mà cháy, đưa quý vị chỉ có đốt phá hoại vân vân và cảnh sát cũng đang điều tra xin thưa quý vị là như vậy miệng thì nói là xe thạch cao rồi miệng thì lại nói là xe tự cháy rồi tự hoa thang vân vân đưa về nói chung là đủ kiểu bịa đặt vô căn cứ và nhảm nhí nói chung là chỉ để kích động câu view câu khách một cách chờ trạng lố bịch lao khoét không năng tình thưa quý vị là như vậy. Thì công nhân tích cực làm việc trong những ngày qua để mà có thể những chiếc xe này 1817 xe lên tàu và đi giao hàng đúng hẹn thưa quý vị. Và hiện nay thì thủ tục mua bán xe hoặc là thuê xe Uh, Lease-to-own, lease-to-buy uh, rất dễ dàng với uh, những nhà bang Hoa Kỳ uh, coi như uh, đứng ra bảo lãnh và đứng ra coi như uh, chủ chốt để làm ăn chẳng hạn như uh, US Bank Corporation là một trong những nhà bang uh, đứng ra uh, coi như lãnh thầu tất cả các xe VinFast uh, sang Hoa Kỳ này thì nhà băng này sẽ sẵn sàng làm thủ tục giấy tờ để mà nhanh chóng cho người mua cảm giác là thật là dễ dàng có được một chiếc xe Vinfast à, xe điện thưa quý vị và lần này thì chắc chắn là chiếc xe VF8 Full Edition sẽ được uh, mong đợi chào đón uh, nhiều hơn vì nó có cái tầm xa chạy uh, rất tốt thưa quý vị chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái tầm mức là 279 dặm một cái tầm mức tương đương với xe Tesla của Hoa Kỳ thưa quý vị ở đây chúng tôi cũng đã nói nhiều lần ăn tiền là cái bộ bình điện ác quy đủ mạnh đủ nhanh coi như tạo ra dòng điện để mà nạp vào động cơ điện một cách nhanh chóng thì xe điện nó sẽ mạnh mẽ, bức tốc và chạy được xa. Thì trên màn hình quý vị thấy là đủ màu xe xe điện màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu xám vân vân. nói chung là khách hàng có nhiều lựa chọn cho việc uh, chọn lựa màu thưa quý vị. có thể nói rằng công ty Vinfast uh, có nhiều lựa chọn như thế cho nên khách hàng rất dễ chọn mua màu mà mình thích có tới 7 loại màu trong khi công ty Tesla chỉ có 4 loại màu mà thôi thưa quý vị và cái phương châm của VinFast là tạo sự gần gũi của xe điện đối với những người quen chạy xe xăng còn Công ty Tesla thì tạo ra cái sự khác biệt khi bước vào chiếc xe Tesla sẽ sẽ thấy sự khác biệt về một chiếc xe điện vân vân. Còn cảm giác của xe Vinfast thì à, nói khá giống với chiếc xe gas hoặc là xe xăng thưa quý vị. Cho nên à, ít có bỡ ngỡ và quý vị đã thấy là có nhiều cụ già tám chín chục tuổi leo lên xe Vinfast lái from form trên đường phố California thưa quý vị và quý vị thấy đây là cảng đình vũ thắp đèn suốt đêm để mà tích cực tất bật giao xe cho những người đã đặt mua xe của Vinfast hoặc là những người thuê xe của Vinfast vân vân thưa quý vị nói chung với cái chính sách linh hoạt linh động thì Vinfast rất dễ để mà đối phó với tình hình đối phó với thị trường chương trình đến nay tạm chấm dứt